Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với ThinkView. Thì ngay phía sau lưng mình đây là một bộ cây máy tính được lắp đặt sẵn với mức giá rất chi là bình dân, là khoảng tầm 5 triệu đồng. Và nhìn qua thì nó cũng không mấy nổi bật. Tuy nhiên bên trong đó là vi xử lý mới nhất tới từ AMD là A8-9600. Đây cũng chính là một trong những con bài chiến lược để AMD tấn công vào phân khúc người dùng tầm trung và giải trí cơ bản. Thì với 1 triệu 7 cho vi xử lý AMD A8-9600 thì các bạn đã có được 4 nhân CPU và 6 nhân card đồ họa tích hợp. Chi tiết về vi xử lý A8-9600 thì sẽ có 4 nhân và 4 luồng, xung nhịp 3.1GHz. Nếu như chỉ tính về thông số thì có vẻ như nó sẽ giống với như là dòng vi xử lý Core i5 của Intel. Nhưng về hiệu năng thực tế mà mình chấm được bằng Simpanel 15 thì nó cũng chỉ tương đương với cả dòng Pentium. Trong quá trình sử dụng thực tế của mình thì CPU này sẽ hơi đuối trong những tác vụ cần nhiều khả năng tính toán. Nhưng với những tác vụ văn phòng lướt web cơ bản thì có thể nói là dư dùng. Nhưng điểm nổi bật của A8-9600 không phải là nhân CPU mà lại là nhân đồ họa. Với 6 nhân đồ họa R7 được tích hợp thì nó sẽ có sức mạnh đồ họa vượt trội so với những dòng card đồ họa tích hợp cùng phân khúc của Intel. Có một điểm mà các bạn cần phải chú trọng đối với card đồ họa tích hợp chính là bớt RAM, nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới hiệu năng. Và bớt RAM càng cao thì hiệu năng sẽ càng cao, và hiệu năng lúc chạy dual channel sẽ nhanh hơn là lúc chạy single channel. Để cho các bạn dễ dàng hình dung thì mình đã chia bài test ra làm 3 trường hợp. Trường hợp thứ nhất thì mình sẽ chỉ chạy ở single channel và bớt 2133MHz. Trường hợp thứ hai mình sẽ chạy ở single channel và bớt là 2400MHz. Và trường hợp thứ ba là mình sẽ chạy ở dual channel và bớt 2400MHz. Và mình sẽ so sánh trực tiếp với cả card đồ họa huyền thoại GeForce GT 730 mà mình đã vứt xó lâu năm. Đầu tiên mình sẽ test là Liên Minh Huyền Thoại. Ở thiết lập max setting trên độ phân giải là Full HD, mọi thao tác trong game thì đều diễn ra một cách trơn tru và mượt mà, không có một chút vấn đề nào về giật lag lúc chơi game. Số khung hình trung bình thu được là 60 với thiết lập single channel và 85 với thiết lập dual channel, và thua kém một chút khi so với GT 730. Do nó chạy Liên Minh quá ổn, thế nên là mình đã tăng đô bằng cách chạy thêm một game giả lập Android nữa bằng BlueStacks song song, thì mọi thứ vẫn diễn ra rất ổn. Thực ra là nó vẫn hơi trễ nhẹ khi chuyển qua lại do vi xử lý hơi đuối, nhưng mình nghĩ với 5 triệu đồng mà làm được như thế này là quá ổn rồi. Với Dota 2, mình đã mạnh tay kéo hẳn thiết lập đồ họa lên mức 2 trên độ phân giải là Full HD. Trải nghiệm trên bộ máy gốc chỉ có một cây RAM bớt 2133 là khá là khó chịu vì nó giật lag liên tục. Mình đã phải hạ xuống thiết lập là Medium hoặc là Low thì mới có trải nghiệm tốt hơn. Nhưng với hai cây RAM mình ăn riêng thì lại khác. Sự khác biệt giữa single channel và dual channel được thể hiện rõ khi mình có thể chơi thoải mái ở thiết lập 2 mà FPS vẫn luôn nằm trong khoảng từ 35-40. Có vẻ như AMD đang quá là hào phóng khi cho vi xử lý chỉ có giá là 1 triệu 7 tới 6 nhân độ họa tích hợp R7, và nó có thể cân hết mọi thể loại từ Pentium cho tới i3 về khả năng chơi game. Mình cũng có test qua một tựa game mới xuất hiện nhưng lại khá hot ở thời điểm hiện tại, chính là Blade & Soul. Do quá tự tin ở hai tựa game trước nên mình đã thiết lập ở mức là Medium trên độ phân giải Full HD, và kết quả là mình không thể chơi nổi. Nhưng khi mình đã hạ thiết lập về Low và độ phân giải chỉ còn là HD thì trải nghiệm đã tốt hơn và có thể chơi được. Với một người đã quen chơi ở 60fps như mình thì mình thấy 30fps ở Blade & Soul vẫn hơi khó chịu. Nhưng mình đã chứng kiến thằng bạn của mình PK giết người như mưa mà FPS chỉ có 19. Thực sự lúc đấy là mình không còn tin vào bắt mình nữa và thấy mình gà vãi. Còn với PUBG thì mình nói luôn là không chơi được. Kể cả với các đồ họa rời là GeForce GT 730 thì FPS cũng chỉ loanh quanh ở mức là 25. Chơi được nhưng khá là khó chịu và đau đầu. Về vấn đề nhiệt độ, nhiều bạn có cái tư tưởng là AMD nóng các kiểu thì các bạn đã nhầm. Mình khẳng định luôn với các bạn rằng A8-9600 rất mát. Với tản stock đi kèm trong quá trình chơi game thì nhiệt độ cũng chỉ dao động trong khoảng từ 50-55. Mức nhiệt độ như thế này thì các bạn hoàn toàn có thể quên đi những bộ tản nhiệt rơi mà chỉ cần dùng tản stock vì nó quá mát. Sau kết quả test vừa rồi thì các bạn có thể thấy chỉ với 5 triệu đồng cho một bộ PC chiều cứng và sử dụng AMD A8-9600 thì nó đã quá đủ cho nhu cầu giải trí của dân văn phòng hay là những bậc phụ huynh mua máy tính về cho con em của mình học cấp 2 hay là cấp 3 để vừa học tập vừa giải trí, hay là các bạn có thể đặt luôn ở phòng khách để thay cho những mẫu Smartbox. Hiện tại thì ở nhà mình cũng đang dùng AMD A10-7800 đời cũ hơn của A8-9600 để đặt phòng khách, và mình thấy nó ý nghĩa hơn rất nhiều khi so với những mẫu Smartbox. Bình thường thì nhà mình sẽ dùng nó để lướt web, đọc báo, xem phim online các kiểu. Và lâu lâu thì mình sẽ dùng nó để chơi những game khủng như là GTA 5 hay là Naruto Ninja Storm 4. Thật ra thì nó cũng không đủ sức mạnh để chơi những game đấy đâu, nhưng nó lại quá đủ để stream game qua phần mềm Steam. Lúc này máy tính chính của mình sẽ xử lý game, còn máy tính cùi trong phòng khách sẽ nhận tín hiệu xử lý hình ảnh và sau đó phát lên TV, còn mình sẽ chỉ cần nằm trên ghế thoải mái và chơi thôi. Sắp tới thì AMD sẽ tiếp tục đưa về Việt Nam những sản phẩm cao cấp hơn của thế hệ Bridgestone Ridge như là A10 và A12.
Còn với viên xử lý A8-9600 chỉ với giá 1.7 triệu. Nhưng các bạn hãy cứ yên tâm là nó sẽ cân hết mọi thể loại từ i3 cho tới Pentium về khả năng chơi game. Mình nghĩ với 5 triệu đồng cho một bộ PC chỗ cứng thì nó đã rất chi là đáng giá cho dân văn phòng hay là những bạn học sinh cấp 2 và cấp 3. Và ý kiến của các bạn như thế nào? Hãy comment phía bên dưới. Và đừng quên like, share và subscribe để ủng hộ ThinkView. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.